15. Phẩm không buộc không mở. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, như nói Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa, vậy thế nào là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa? Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát có thể mặc áo giáp 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào có thể tự biến hóa thân mình như thân Phật, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 3.000 thế giới cho đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp 10 phương, làm việc lợi ích cho các hữu tình, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 3.000 thế giới cho đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp 10 phương, cũng làm cho các thế giới 3 lần biến động 6 cách, nghĩa là động mạnh, động cực mạnh, động cực mạnh đều khắp, làm lợi ích cho các hữu tình. Này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp công đức lớn, bố thí ba la mật đa, biến hóa khắp 3.000 đại thiên thế giới như phạ lưu ly, cũng hóa thân mình, làm đại luân vương, bảy báu quyến thuộc đều đầy đủ. Các loài hữu tình cần thức ăn cho thức ăn, cần nước uống cho nước uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần thứ hương hoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, phòng nhà, đồ nằm, thuốc thang, đèn đuốc, châu báu, vàng bạc và các loại đồ dùng quý báu khác, tùy theo cần vật gì đều cho đầy đủ. Bố thí như vậy rồi, lại giảng nói pháp tương ưng với 6 ba la mật đa, làm cho họ nghe rồi đều không đọa lạc cho đến khi chứng đắc vô thượng chánh giác, thường không xả bỏ pháp tương ưng với 6 ba la mật đa. Này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Này thiện hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở ngã tư đường, hóa làm cho các loại hữu tình nghèo thiếu, tùy theo họ cần dùng vật gì đều biến hóa cung cấp cho họ. Ý ông thế nào? Như vậy nhà ảo thuật có thật không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng như vậy, có thể mặc áo giáp công đức lớn, bố thí ba la mật đa, hoặc hóa thế giới như phệ lưu ly, hoặc hóa thân mình làm luân vương, vân vân, tùy theo chúng hữu tình cần vật gì mà bố thí cho họ, và giảng nói pháp tương ưng với 6 ba la mật đa. Như vậy, Bồ Tát tuy có làm nhưng đều không thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào tự mình mặc áo giáp công đức lớn tịnh giới ba la mật đa, vì các hữu tình nên sanh vào nhà luân vương, nối tiếp ngôi vị luân vương, giàu sang tự tại, hướng dẫn vô lượng trăm ngàn vô số ước chúng vào 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, hoặc 3 môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc 10 lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng giảng nói các pháp như vậy, làm cho họ an trụ cho đến chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Đối với pháp như vậy thường không xả bỏ. Này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Này thiện hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của người ấy đứng trước đám đông ở giữa ngã tư đường, hóa làm vô lượng trăm ngàn hữu tình, làm cho họ an trụ 10 thiện nghiệp đạo cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Ý ông thế nào? Việc huyễn hóa như vậy có thật không? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện